Đấy các bạn thấy không? Tức là chúng ta yêu cầu nó như vậy và chúng ta phải chờ một lúc nhá, tùy tùy lúc đấy là cái lưu lượng internet nó nhanh hay chậm và tùy cái tốc độ internet của các bạn nữa. Xin chào bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để bạn có thể kết nối được cái con ChatGPT vào trong Google Doc hoặc là Google Sheet. Như chúng ta biết được Google Doc nó giống như là cái phần mềm Word ấy, còn cái phần Google Sheet thì nó giống như là Excel đúng không? Và bạn sẽ hỏi là vì sao mà chúng ta cần phải kết nối cái con ChatGPT với lại Google Doc và cái Google Sheet này? Thì đơn giản thôi, chúng ta biết được là cái con ChatGPT thì nó là một cái công cụ mà giúp cho chúng ta có thể sáng tạo được ra các cái nội dung khác nhau. Thì khi mà chúng ta kết nối cái con ChatGPT thì có nghĩa là mình có thể ứng dụng được cái con ChatGPT trên những cái ứng dụng đấy, tức là ứng dụng Google Doc và Google Sheet. Nó sẽ giúp cho bạn có thể xử lý công việc một cách vô cùng là thuận tiện. À, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu nhé. Trước khi bắt đầu thì các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube của tôi, nhớ like và nhớ share cái video này để cho nhiều người cùng biết được cái tính năng này. Thế thì để làm được cái việc này thì đơn giản chúng ta sẽ mở cái Google Chrome ra nhé, tức là cái trình duyệt tôi mở ra này. Và chúng ta sẽ cùng nhau mở cái Google Doc ra nhé, Google Doc đấy. Ở trong này khi mà tôi đã chuyển sang tiếng Việt ấy, thì nó chính là chữ là Google tài liệu. Đấy, Google Doc hoặc là Google tài liệu cũng nó cũng giống nhau. Và cái này nó tương tự như là cái phần mềm Word ấy, nhưng mà cái này là online mà của Google nhé. Thì mình sẽ kích vào đây một cái này. Đấy. Thế thì nó sẽ hiện ra một cái như thế này và bây giờ chúng ta sẽ kích vào cái trống này này. Đấy, để mình tạo ra một cái văn bản mới nhá. Kích vào đây này. Đấy. Thế thì lúc này chúng ta đã có một cái văn bản trống và cái văn bản trống này nó sẽ lưu vào trong cái Google Drive của các bạn. Đấy. Và để mà chúng ta có thể kết nối được với con ChatGPT thì trước hết chúng ta sẽ cần phải có cái tài khoản ChatGPT đã. Chúng ta cần phải đăng ký một cái tài khoản ChatGPT nhé. Và sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng một cái tiện ích mở rộng ở trên cái Google này để chúng ta kết nối với con ChatGPT đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm như sau nhé. Chúng ta sẽ kích vào tiện ích mở rộng này. Đấy. Sau đó kích vào tiện ích bổ sung nhé. Sau đó là tải tiện ích bổ sung nhé. Đấy. Tôi sẽ đánh dấu vào từng bước này. Bước thứ nhất này. Đấy, sau đó kích vào tiện ích bổ sung này. Sau đó kích vào tải tiện ích bổ sung nhé. Kích vào đây nhé. Đấy. Rồi lúc này chúng ta đã mở được ra một cái trang như thế này. Và trong cái trang này thì nó sẽ bao gồm các cái tiện ích bổ sung cho cái Google Chrome nhé. Đấy thì chúng ta sẽ nhìn thấy rất là nhiều các tiện ích bổ sung ở trong này. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm cái từ khóa là chat GPT. Đấy, chúng ta chỉ cần đánh chữ chat GPT thôi thì chúng ta sẽ nhìn thấy là có chat GPT OpenAI in Sheet and Doc này. Đấy, mình kích vào đây nhá. Kích vào đây một cái này. Đấy. Thế thì lúc này chúng ta sẽ nhìn thấy là nó có cái GPT for Google Sheet and Doc nó hiện ra ngay đầu tiên này. Đấy. Chúng ta nhìn thấy đúng cái này nhá, đúng cái biểu tượng như này thì mới đúng này. Đấy. Và sau đó chúng ta kích vào đây một cái này. Kích vào này. Đấy. Thì nó sẽ cho phép chúng ta cài đặt và sau đó chúng ta sẽ nhìn thấy có một cái chữ là cài đặt đúng không? Cài đặt này. Đấy. Mình sẽ kích vào cài đặt nhé, kích vào cài đặt. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ nhìn thấy có chữ là tiếp tục nhé. Đấy, kích tiếp tục. Đấy. Và khi tiếp tục thì nó sẽ yêu cầu chúng ta là phải chọn một cái tài khoản nào đó mà chúng ta đang sử dụng này này. Đấy. Thì ở đây tôi đang vào sẵn rồi, tức là đây là cái tài khoản của tôi nhé. Và bây giờ tôi sẽ kích vào đây nhá, kích vào đây. Đấy. Thì để tôi có thể cài được cái tiện ích mở rộng này lên trên cái tài khoản này. Đấy. Tôi cho phép nhá, kích cho phép này. Ở phía trên này nó sẽ có một số các cái nội dung ấy, nó sẽ chúng ta phải chấp nhận cho nó để cho nó truy cập vào trong cái tài khoản này của mình. Đấy và chúng ta sẽ nhìn thấy có cái chữ cho phép này, cho phép đây nhá. Đấy. Mình sẽ kích là cho phép. Đấy, kích cho phép. Rồi. Như vậy là xong nhá. Ở đây nó hỏi là có tiếp theo hay không các thứ này, tiếp theo này. Đấy. Thì mình sẽ kích tiếp theo và sau đó thì nó hình như là nó với cái cách như vậy thì nó sẽ bổ sung luôn ở trên Google Sheet luôn. Đấy, tí chúng ta kiểm tra nhá. Đấy. Xong nhá. Đấy. Và như vậy là mình đã cài xong rồi, bây giờ chúng ta có thể đóng lại. Đấy. Ở đây nếu chúng ta gỡ muốn gỡ cài đặt thì sẽ kích vào đây để gỡ, đấy, nhưng mà về chúng ta đã cài xong rồi. Chúng ta đóng lại này. Đấy. Và bây giờ chúng ta kiểm tra nhé, kích vào tiện ích mở rộng này. Đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy chữ là GPT for Sheet and Doc này. Đấy, rồi. Và bây giờ chúng ta sang cái
sang cái Google Sheet cũng vậy. Google Sheet ở trong này nó là Google bảng tính ấy, tiếng Việt nó là Google bảng tính nhá. Đấy thì mình sẽ kích vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ mở cái một cái trang tính nhá, một cái trang tính ở trên cái Google bảng tính này. Mình mở ra này. Đấy, và chúng ta cũng nhìn thấy có cái chữ là tiện ích mở rộng nhá. Đấy, tiện ích mở rộng này. Đấy, nó sẽ có cái chat GPT Endog ở đây này. Đấy, như vậy là chúng ta đã cài, chỉ cần cài ở một bên thôi, bên nào cũng được. Thì nó sẽ tự động, nó sẽ gắn vào đây. Thế thì bây giờ đấy là cái bước thứ nhất nhá. Đến bước thứ hai là bây giờ chúng ta cần phải set cái APT key này này. Tức là gì? Là mình sẽ cần phải kết nối cái Google tài liệu, tức là cái Google Doc và Google Sheet này này với lại cái con chat GPT để cho con chat GPT nó có thể hoạt động ở trên này. Đấy. Thế thì tiếp theo nhá, chúng ta sẽ cần phải mở cái con chat GPT ra và chúng ta lấy cái mã ở đây này, chúng ta nhìn đến này. Nó cái mã là API key nhá, key là cái chìa khóa đấy. Đấy. Thì mình sẽ kích vào, mình sẽ mở một cái tab ra nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào cái con chat GPT, chúng ta về vào cái trang chủ của nó nhé. Chúng ta đánh là openai.com nhé. Đấy, tôi sẽ để cái đường link ở phía dưới, đúng không? Thì chúng ta sẽ vào như thế này. Và tất nhiên là mỗi một cái giai đoạn này có thể là cái trang web này nó có thể nó sẽ có những cái thay đổi. Ví dụ như đợt trước ấy, thì nó sẽ có cái phần API nó hiện ra ở phía trên này luôn. Thế còn bây giờ chúng nó ẩn mất đi rồi. Thế bây giờ chúng ta muốn vào ấy thì chúng ta sẽ làm như sau nhé. Và khi mà chúng ta nhìn thấy ở phía trên này này, nó có cái chữ là developer đấy nhá, mình sẽ kích vào đây này. Và chúng ta sẽ nhìn thấy có chữ API reference này. Đấy chính là cái API đấy, là cái thứ mà chúng ta cần phải tìm đấy. Chúng ta kích vào đây một cái này. Đấy. Thế thì về sau này có thể là cái trang web nó có thể có những cái thay đổi đi. Và nếu mà có thay đổi đi thì bạn sẽ cần phải sử dụng đúng cái đường link đó để mình có thể vào được. Thế muốn vào được nó thì tôi sẽ để cái đường link ở phía dưới nhé. Trong trường hợp mà bạn không theo cái hướng dẫn của tôi ấy, mà các bạn không thể vào được thì các bạn có thể sử dụng cái đường link ở phía phía dưới màn hình này này. Được chưa? Rồi, thế khi chúng ta vào trong này rồi thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó có một cái gọi là login. Login và sign up. Thế những cái bạn nào mà chưa có tài khoản ấy thì cần phải sign up thì mình dùng cái này nhé. Thế còn bạn nào mà có tài khoản rồi thì ở đây tôi hướng dẫn là bạn cần phải có tài khoản rồi nhé. Thế còn bạn mà chưa có tài khoản thì sẽ cần phải xem cái video hướng dẫn cách tạo tài khoản của tôi ấy. Đấy. Thế bây giờ chúng ta sẽ kích vào login nhé. Login để chúng ta đăng nhập vào trong này, đúng không? Thế thì tôi đã có cái tài khoản rồi. Thì tôi sẽ đăng nhập vào thôi. Đấy, như vậy là tôi đã đăng nhập vào trong cái tài khoản của tôi rồi nhá. Đấy. Và bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy ở phía bên góc này này. Phía trên góc này này, đấy, nó có cái tên này. Có cái biểu tượng của tôi đây này, K này, đúng không? Và personal, cái tên của bạn là gì nó sẽ hiện cái chữ cái đầu lên đấy. Thì mình sẽ kích vào đây nhá. Kích vào đây nhá. Đấy, kích vào chỗ này. Và chúng ta sẽ nhìn thấy có chữ là view API key nhá, tôi cho to ra nhá. Đấy. Khi bạn kích vào đây nhá thì bạn sẽ hiện hiện ra là một cái là view API key. Đấy, thì đây chính là cái thứ mà bạn sẽ cần phải kích vào nhá, kích vào để hiện ra cái API key đấy để cho chúng ta có thể kết nối được cái này với lại Google Sheet và Google Doc và Google Sheet đấy, tức là Google bảng tính và Google tài liệu đấy. Đấy. Mình sẽ kích vào đây. Kích vào view API key. Đấy. Đấy thì lúc này chúng ta ra một cái bảng như thế này nhá. Và chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây nó có chữ là create new secret key nhá. Đấy, chúng ta nhìn thấy cái từ ở chỗ này nhá. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ kích vào đây. Đấy. Và chúng ta sẽ ra được một cái bảng như thế này. Và khi ra cái bảng như này thì chúng ta sẽ kích là create secret key. Đấy, kích vào đây một cái này. Đấy. Thì nó sẽ hiện ra cái mã bí mật của các bạn. Đấy, hiện ra cái mã của bí mật của các bạn. Tôi sẽ che che đi một tí nhé, che che đi một tí. Đấy, tôi sẽ đấy, để mà có thể lấy được cái mã này nhé, các bạn có thể bôi đen đây xong các bạn copy nhé. Hoặc không, cách đơn giản nhất, đấy, cách đơn giản nhất là bạn sẽ kích vào cái chỗ này nhé. Đấy, kích vào đây một cái. Chỉ cần kích vào một cái thôi là nó sẽ tự động nó lưu vào trong bộ nhớ của các bạn, lưu vào trong cái bộ nhớ của cái máy tính ấy, máy tính của chúng ta, cái máy tính của chúng ta đang dùng ấy. Đấy, tôi làm rất là chậm nhé. Các bạn kích vào đây một cái này. Đấy, như vậy nó đã lưu rồi nhé. Thế bây giờ chúng ta sẽ quay sang
Google Doc của chúng ta, tức là Google tài liệu đấy, mình sang đây nhá. Đấy. Và chúng ta sẽ vào lại cái chữ là tiện ích mở rộng này, mình kích vào đây này. Sau đó có cái con chat GPT for sit and dog này, kích vào đây này. Sau đó chúng ta sẽ nhìn xuống ở đây nó có chữ set API key này. Đấy. Chúng ta nhìn ở chỗ này nhá. Đấy. Set API key này. Đấy. Được chưa? Đấy, chúng ta sẽ kích vào đấy nhá. Đấy. Set APT key này, đấy, kích vào đấy em gái. Đấy, thì nó sẽ hiện ra một cái bảng như thế này. Và bây giờ các bạn sẽ paste nó vào đây thôi, tức là các bạn phải chuột xong rồi các bạn paste hoặc là đơn giản là Ctrl V để các bạn paste vào đây một cái. Đấy, sau đó thì các bạn có thể check đấy, hoặc không thì save luôn được. Đấy, check một cái xem nó có hoạt động hay không nhá. Kích check này. Đấy. Đấy, như vậy là nó đã kết nối rồi, tức là cái này nó đã valid, tức là nó đã đúng đấy, nó đã đúng đấy. Nếu mà bạn nào check một cái mà nó hiện ra đỏ đỏ hoặc là không đúng thì là nó sẽ là không đúng nhá. Đấy, bây giờ bạn sẽ save đấy, kích vào cái chỗ save này nhá. Save API key. Đấy. Kích vào đây một cái. Đấy, như vậy là xong nhá. Như vậy là chúng ta đã kết nối được giữa cái Google tài liệu và cái con chat GPT. Và đơn giản thôi, bây giờ là chúng ta đến cái lúc mà chúng ta vận hành nó. Đấy, vận hành nó thì vận hành của nó thì rất là đơn giản và rất là thú vị. Và tất nhiên là chúng ta lúc này chúng ta được hưởng những cái hay ho của cái con chat GPT. Đấy, để mà làm nhá, chúng ta sẽ vào tiện ích mở rộng này. Chúng ta vào tiện ích. Để mà làm nhá thì chúng ta vào tiện ích mở rộng này. Sau đó chúng ta nhìn thấy chat GPT này. Sau đó chúng ta nhìn thấy chữ lon size bar không? Đây, chúng ta nhìn thấy nhá. Lần lượt nhá, chúng ta vào tiện ích mở rộng này. Tiếp tục chúng ta sẽ nhìn thấy là cái chat GPT này. Và chúng ta nhìn thấy chữ lon size bar nhá. Đấy, chúng ta kích vào đây. Đấy. Kích vào đây. Đấy. Và lúc này chúng ta sẽ thấy ở bên cạnh này nó có một cái bảng nó hiện ra đây, đúng không? Đấy, bảng nó hiện ra đây. Và khi cái bảng này nó hiện ra ở đây thì chúng ta nhìn thấy nó có chữ Write Custom Prompt này này. Thì đây chính là cái nơi mà chúng ta sẽ viết các cái lệnh vào đây nhá, viết các lệnh vào đây. Đấy, viết các lệnh vào đây. Và chúng ta cứ để các cái chế độ mặc định này thôi, chúng ta cũng không cần phải thay đổi gì nhiều đâu. Để các cái chế độ mặc định này thôi là chúng ta đã có thể vận dụng được cái con chat GPT này một cách rất là thuận tiện rồi. Thế thì bạn lưu ý là như này này, ở đây chúng ta có thể đánh tiếng Anh hoặc là đánh tiếng Việt đều được nhé. Thế nhưng mà tất nhiên là đánh tiếng Anh ấy, như tôi đã nói rồi, đánh tiếng Anh thì nó ra cái kết quả nó sẽ chuẩn hóa hơn. Đấy. Thế còn chúng ta đánh tiếng Việt thì nó vẫn ra thôi. Đấy, và ở phía trên này này, nó có cái phần là Select Behavior. Đây là một cái rất là mới. Cái này là một cái thay đổi rất là mới mà tôi thấy cho rằng là rất là hay. Đợt trước ấy, thì đơn giản nó chỉ cho chúng ta một số các cái tính năng rất là đơn giản thôi. Thế nhưng mà bây giờ ấy là nó đã nâng tầm lên rồi, như kiểu là một chuyên gia ấy. Là chúng ta thấy ở đây này. Nó có thể nhé, có thể là một academic researcher, tức là một nhà nghiên cứu. Đấy, đặc biệt là các bạn mà làm trong ngành y của chúng ta đấy, mà muốn làm các nghiên cứu ấy thì nên lựa chọn là cái chuyên gia là nhà nghiên cứu nhé. Đấy thì chúng ta chọn chuyên gia là nhà nghiên cứu, sau đó thì chúng ta có thể yêu cầu nó đưa ra các cái khuyến nghị hoặc là các cái gợi ý liên quan đến các cái dự án nghiên cứu của chúng ta, đúng không? Rồi chúng ta nhìn thấy có career counselor này, tức là tư vấn về nghề nghiệp này, copywriter này, là viết các cái bài mà quảng cáo marketing các thứ đấy, đúng không? Rồi thì support agent này, dating coach này, tức là gọi là gì nhỉ? Liên quan đến hẹn hò đấy. Rồi thì financial advisor, tức là có rất là nhiều những thứ ở trong này, rất là nhiều này, travel advisor, tức là du lịch các thứ này, rồi thì các cái nghề nghiệp bán hàng này, dinh dưỡng này. Đấy, tức là khi mà chúng ta chọn các cái chuyên gia này, sau đó thì chúng ta đánh cái câu lệnh ở đây thì nó có thể đưa ra những cái phần ở bên này. Đấy, nó sẽ đưa ra các nội dung bên này. Bây giờ tôi thực hành tôi làm nhé. Bây giờ chúng ta làm cái đơn giản đã này, làm cái đơn giản đã nhé. Sau đó thì chúng ta nâng cấp lên một chút là chuyên nghiệp. Đấy, chuyên nghiệp. Giả sử như là bây giờ các bạn muốn viết một cái bức thư cảm ơn tôi chẳng hạn, về những cái chia sẻ của tôi trên kênh YouTube chẳng hạn, đôi khi chúng ta cũng phải làm những việc như vậy đúng không? Chúng ta cảm ơn một ai đó đã giúp chúng ta một cái điều gì đấy. Giả sử như bạn có thể viết là yêu cầu nó viết một bức thư nhé, cảm ơn
tiến sĩ Kiên về những chia sẻ liên quan đến nghiên cứu trên kênh YouTube, kiểu như vậy đúng không? Chúng ta chỉ cần nói chung chung như vậy thôi, còn nếu các bạn muốn rõ hơn ấy, thì có thể viết rõ hơn nhé. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ kích là submit này, submit này. Đấy, chúng ta phải chờ một lúc nhé, chờ một lúc thì nó sẽ cho chúng ta một cái bức thư ở bên cạnh này. Đấy, rất là thú vị và rất là hay đúng không? Đấy. Đấy các bạn thấy không? Tức là chúng ta yêu cầu nó như vậy và chúng ta phải chờ một lúc nhá. Tùy lúc đấy là cái lưu lượng internet nó nhanh hay chậm, và tùy cái tốc độ internet của các bạn nữa, và tùy cái máy chủ của con ChatGPT thì nó sẽ ra cho chúng ta một cái bức thư nhanh hoặc là chậm, tùy nhá. Đấy, chúng ta thấy là kính gửi tiến sĩ Kiên này, tôi viết thư này để gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tiến sĩ Kiên về những chia sẻ liên quan đến nghiên cứu trên kênh YouTube của anh, rất hay đúng không? Tôi là một sinh viên đang theo học ngành khoa học máy tính. Ok, đấy, thì ở đây là nó đang tự bịa ra là nó là sinh viên ngành máy tính. Thì các bạn có thể thay đổi cái lệnh này một chút là tôi là ai đấy, tôi đang là bác sĩ ở bệnh viện nào hoặc là chỗ nào đấy chẳng hạn, thì cũng viết thư kiểu như này nhé. Thế bạn nào mà có cái thư gì đó hay thì có thể là viết xong nó để xuống cái phần phần comment ở phía dưới của cái video này nhé, để tôi xem là bạn viết những bức thư đấy nó như thế nào. Và tất nhiên là gì, khi nó viết ra như này thì đôi khi nó sẽ có những cái chỗ mà chúng ta không ưng ý thì chúng ta cũng có thể sửa lại. Đấy, sửa lại là được đúng không? Và hai nữa là gì, chúng ta thấy là ở cái phần là select action này nó có rất là nhiều tính năng nhé. Các bạn có thể là gì, thay đổi change the tone to này, tức là mình có thể thay đổi theo cái cách mà chúng ta muốn thể hiện. À, chúng ta muốn thay đổi nhé, chúng ta có thể thay đổi cái này bằng cách là chúng ta chuyển sang như này nhé. Đấy, thì nó sẽ mất cái chỗ này này, và sau đó thì các bạn sẽ cần phải lựa chọn cái nơi mà các bạn muốn thay đổi này. Đấy, sau đó thì bạn đánh cái lệnh ở đây, tức là bạn có thể là muốn là đưa tức là viết theo một cách là thuyết phục, hay là viết theo một cách là gì đấy, tình cảm hay là gì đấy chẳng hạn, mình có thể đổi các cái nội dung này nhé. Đấy, hoặc là mình có thể yêu cầu nó là kiểm tra các cái lỗi này, hoặc là tóm tắt lại này, hoặc là translate to này. Thế tóm tắt lại, giả sử như là các bạn có một cái nội dung gì đấy chẳng hạn, các bạn sẽ copy vào đây, sau đó thì bạn chuyển sang cái phần là summarize, và bạn có thể yêu cầu nó là tóm tắt lại này, và sau đó đưa ra thành các cái gạch đầu dòng chẳng hạn, kiểu như vậy. Đấy. Đấy, thì nó có rất là nhiều tính năng ở trong này để chúng ta có thể vận dụng nhé. Đấy, vận dụng. Rồi, một cái tính năng nữa ở dưới này thì chúng ta có thể nhìn thấy chữ là OpenAI setting này, cái ở phía dưới này này. Đấy. Thế thì chúng ta có thể là gì, kích vào đây thì chúng ta thấy là ở dưới này nó sẽ có một số những cái mà chúng ta có thể hiệu chỉnh cho cái con ChatGPT này, bởi vì con ChatGPT này hiện nay nó có một số các cái phiên bản khác nhau. Đấy, thì chúng ta có thể nhìn thấy cái model này này, phiên bản chính là các cái model, tức là cái cách mà nó sử dụng cái dữ liệu đấy, cách mà người ta lập trình khác nhau đấy. Ở đây là tôi đang sử dụng là 3.5, tức là cái mà tốt nhất hiện nay. Đấy, và miễn phí tốt nhất hiện nay đúng không, thì là nó là đang là 3.5. thì chúng ta cũng có thể sử dụng các cái ngôn ngữ khác, các cái mô đồ khác. Ở đây nó có cái ChatGPT 4 này và GPT 4 32K. Thì hai cái này nếu mà chúng ta muốn chạy được ấy, thì là cái chúng ta phải có cái tài khoản là trả phí ấy, thì chúng ta mới có thể sử dụng được. Thế còn đối với tôi thì ở đây thì tôi dùng cái 3.5 là nó đã ra được cái kết quả như vừa rồi rồi. Đấy. Rồi bây giờ mình đóng cái này lại nhé. Cái đấy thì các bạn không cần quá quan tâm nhiều, chúng ta cứ để cái chế độ mặc định là ok. Rồi, hy vọng là cho đến đây thì bạn đã có thể hiểu được cách để có thể kết nối cái con ChatGPT vào với lại Google Doc và Google Sheet, tức là Google tài liệu và Google bảng tính đó. Và bây giờ thì tôi sẽ dừng cái video này ở đây và hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo để tôi có thể hướng dẫn kỹ hơn về cái vấn đề này. Nếu mà bạn thấy video này thú vị thì hãy nhớ like và nhớ share cái video này nhé. Và nhớ đừng quên đăng ký kênh YouTube của tôi để tiếp tục nhận được các video thú vị tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi.